Liverpool gặp Arsenal, The Cop phục hận. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Liverpool và Arsenal trong khoảng thời gian 4 ngày diễn ra tại Premier League. Vào đêm thứ hai, khi pháo thủ có chuyến làm khách đến Anfield, cả hai đội đã toàn thắng ở hai vòng đầu và chắc chắn có ít nhất một trong hai đội không thể có chiến thắng thứ ba sau trận đấu này. Đây sẽ là lần thứ ba mà Liverpool và Arsenal gặp nhau chỉ trong vòng 2 tháng. Con số đó sẽ tăng lên 4 khi hai đội chạm trán ở vòng 4 cúp liên đoàn vào rạng sáng ngày 2 tháng 10 tới. Hai lần trước đó Arsenal đều là đội giành được phần thắng. Cụ thể, họ vượt qua Liverpool 2-1 trên sân nhà ở Premier League cuối mùa trước và sau loạt luân lưu 11m trên sân Wembley ở trận tranh siêu cúp Anh. Nhưng các thất bại nói trên của Liverpool cho Arsenal đều diễn ra trong bối cảnh họ không thực sự tập trung bung sức. The Cop trắng tay trước pháo thủ cuối mùa trước ở Premier League khi đã giành chức vô địch Premier League. Còn lại tại siêu cúp Anh, đây không phải là danh hiệu quá quan trọng để có một sự mặn mà tuyệt đối. Sắp tới, tình hình có thể sẽ rất khác. Màn so tài tới diễn ra tại Anfield, nơi Liverpool đã bất bại ở 60 trận đấu gần nhất tại Premier League kéo dài từ tháng 4 năm 2017 tới nay. Chính thức, Man City mua Ruben Dias bán Otamendi. Man City đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ trung vệ Ruben Dias từ Benfica và đẩy Nicolas Otamendi đến Bồ Đào Nha theo chiều ngược lại. Man City vừa trải qua cú sốc lớn khi nhận thất bại muối mặt 2 năm ngay trên sân nhà Etihad trước Leicester trong ngày mà hàng phòng ngự chơi rất tệ. Tuy nhiên, may cho huấn luyện viên Pep Guardiola là ông chuẩn bị có được sự bổ sung rất chất lượng là Ruben Dias, một trong những trung vệ được đánh giá cao nhất cho thời điểm hiện tại. Sau khi gặp khó trong việc mua Kalidou Koulibaly của Napoli, Jose Jimenez của Atletico Madrid, rồi Koundé của Sevilla, Man City đã chuyển hướng sang Dias. Theo những gì báo giới đăng tải, thì quá trình đàm phán mới diễn ra từ thứ 6 tuần trước, nhưng The Citizen đã sớm tìm được tiếng nói chung với Benfica. Không còn là đồn đoán, Benfica đã chính thức xác nhận việc họ đạt thỏa thuận bán Dias cho Man City. Gã khổng lồ của bóng đá Bồ Đào Nha thông báo họ nhận được ngay 68 triệu euro ở thương vụ này, chưa kể 3,6 triệu euro phụ phí. Bên cạnh đó, Nicolas Otamendi cũng di chuyển theo chiều ngược lại. Phía Benfica cho biết họ mua trung vệ người Argentina với mức giá 15 triệu euro. Như vậy, thực tế thì Man City phải trả ngay 53 triệu euro cho chữ ký của tuyển thủ Bồ Đào Nha. Dias đã di chuyển sang Manchester City cùng với bạn gái ngay sau trận đấu cuối cùng cho Benfica vào đêm thứ Bảy vừa qua. Nhiều khả năng trung vệ 23 tuổi sẽ có buổi kiểm tra y tế cũng như ký hợp đồng chính thức trong đầu tuần này. Giao kèo của Anh dự kiến có thể hạ năng năm. Đây là trung vệ đắt giá thứ 3 mà Benfica xuất khẩu sang Premier League. Trước Dias, đại diện Bồ Đào Nha đã bán David Luiz sang Chelsea vào tháng 1 2011 với giá 25 triệu euro và Victor Lindelof sang Manchester tháng 6 2017 với giá 35 triệu euro chưa kể phụ phí cho các đại gia dưới sự sương mù. Tráng Pep chi 400 triệu bảng mua hậu vệ ở Man City. Huấn luyện viên Pep Guardiola đã chi tổng cộng 400 triệu bảng chỉ để mua hậu vệ mới trong 4 năm ở Man City. Pep Guardiola đến Man City vào mùa hè năm 2016 và được thừa kế đội hình vừa lọt vào bán kết Champions League của Manuel Pellegrini. Tuy nhiên, huấn luyện viên người Tây Ban Nha lập tức yêu cầu bãi nhiệm Man City đại tu đội hình, đặc biệt ở hàng thủ. Ở kỳ chuyển nhượng đầu tiên tại Etihad của Pep, Man City đã phá kỷ lục để chiêu mộ John Stones với giá 47,5 triệu bảng. Một năm sau đó, ông thực sự khiến giới mùa điệu choáng váng khi dùng 180 triệu bảng mua 4 hậu vệ Benjamin Mendy 52 triệu, Kai Walker 45 triệu, Aymeric Laporte 57 triệu và Danilo 26,5 triệu. Sau khi mùa hè 2018 chi tiêu rẻ sẻn, chỉ mua duy nhất Riyad Mahrez cho đội 1, Pep Guardiola một lần nữa bạo chi, tăng cường lực lượng ở mùa hè năm 2019. Đáng chú ý, ông tiếp tục vung ra 72 triệu bảng mua hậu vệ cánh Jao Cancelo 60 triệu euro và Angelino 11 triệu euro. Chưa kể trong thời gian này, Pep còn vung ra gần 50 triệu bảng để mua hai thủ môn Claudio Bravo và Ederson. Trong khi Ederson chứng minh được giá trị và trở thành chốt chặn số 1 của Man City từ năm 2017 đến nay, thì các hậu vệ đắt giá của Pep lại không may mắn đến vậy. Những cái tên như Stone, Mendy, Cancelo đều không đáp ứng được kỳ vọng tại Etihad, trong khi Danilo và Angelino thậm chí đã bị đẩy đi. Những bản hợp đồng thất bại này cộng thêm việc đội trưởng Vincent Kompany đã ra đi, đẩy Man City vào cuộc khủng hoảng hàng thủ khác. Và như thường lệ, Pep lại được The Citizen cấp tiền mua sắm. Sau này, thời nay khi 41 triệu bảng, Man City đã mua được trung vệ Ruben Dias từ Benfica với giá 62 triệu bảng. Như vậy, tính tổng cộng, Pep đã sử dụng hơn 400 triệu bảng để mua hậu vệ mới chỉ trong vòng 4 năm dẫn dắt Man City, một con số khiến tất cả phải choáng váng. Thực tế, từ trước thời Pep Guardiola, Man City đã gặp vấn đề với hàng hậu vệ. Họ từng thất bại với các tên tuổi như Joleon Descott, Romero Barthen, Eloquin Malaga, Steven Savic. Aubameyang chào đón Hussein Maïga đến Arsenal.
Tiền đạo Aubameyang rất ủng hộ việc Arsenal ký hợp đồng với Jose Mayua vì tin rằng cầu thủ người Pháp sẽ tăng cường sức mạnh cho đội bóng Bắc London. Arsenal đang theo đuổi tiền vệ Mayua của Lyon và hy vọng sẽ ký hợp đồng với ngôi sao người Pháp trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào ngày 5 tháng 10. Theo tờ Metro, Arsenal đã hai lần gửi đề nghị mua cầu thủ này nhưng đều bị Lyon từ chối vì mức giá mà pháo thủ đưa ra thấp hơn so với yêu cầu là 45 triệu bảng của đội bóng Ligue 1. Chỉ còn hơn một tuần nữa thị trường chuyển nhượng hè sẽ đóng cửa và Arsenal được cho là đang dự định sẽ gửi đề nghị thứ ba đến Lyon. Pháo thủ tự tin sẽ có được chữ ký của Jose Mayua vì Lyon đang chịu áp lực ngày càng lớn trong việc bán cầu thủ sau khi không thể giành vé tham dự Champions League. Trước những thông tin này, đội trưởng của Arsenal, Aubameyang đã gửi đi thông điệp mong muốn Jose Mayua gia nhập sân Emirates. Tiền đạo người Gabon tin rằng Jose Mayua sẽ bổ sung chất lượng cho đội hình hiện tại của pháo thủ. Trả lời phỏng vấn trên kênh Kalan Plus, Aubameyang nói: "Tất nhiên tôi rất ủng hộ việc câu lạc bộ chiêu mộ cậu ấy. Tôi không che giấu điều này, ngay cả khi cậu ấy vẫn đang là người của Lyon. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra." Trước đó, Arsenal gần như đã đóng cửa chuyển nhượng vì tình hình tài chính khó khăn. Tuy nhiên, sau khi bán thủ môn Martinez cho Aston Villa, Arsenal đã có thêm 20 triệu bảng để cải thiện chất lượng đội hình. Một thuận lợi nữa dành cho pháo thủ đó là gần như họ không có đối thủ nào cạnh tranh ở thủ môn này. Muốn cập bến Old Trafford, N'Golo Kanté phải làm điều này. Chelsea sẵn sàng để ngôi sao người Pháp gia nhập United trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. The Blue đã chiêu mộ đến 7 tân binh cho tới thời điểm này, tuy nhiên họ vẫn chưa có được ý định dừng lại. Bởi vì Frank Lampard đang hối thúc bài nạo chiêu mộ Declan Rice trước khi chốt sổ chuyển nhượng. Thế nhưng Chelsea đang gặp rất nhiều khó khăn bởi West Ham định giá cầu thủ người Anh lên đến 80 triệu bảng. Vị trí sở trường của Rice là tiền vệ phòng ngự. Ngoài ra anh cũng từng được thử sức trong vai trò tiền vệ trung tâm và trung vệ, hứa hẹn sẽ đem đến cho Lampard nhiều phương án để sắp xếp đội hình. N'Golo Kanté vì vậy được đồn đoán là không còn tương lai tại Stamford. Lampard sử dụng sơ đồ 4-3-3 khiến Kanté phải chơi như một tiền vệ trung tâm vốn không phải là sở trường của mình. Cựu sao Leicester City gặp rất nhiều khó khăn ở mùa 2019-2020 vì chấn thương gân kheo. Mùa bóng vừa qua, cầu thủ 29 tuổi chỉ chơi 28 trận trên một đấu trường, 25 trong số đó là đá chính. Với sự xuất hiện của hàng loạt tân binh và sắp tới là Declan Rice, rõ ràng The Blues cần phải bán bớt đi một số cái tên khác. Theo World, United đã bắt đầu đàm phán với người đại diện của Kanté. Chelsea cũng sẵn sàng để ngôi sao người Pháp ra đi, nhằm kiếm về khoản tiền để kích hoạt thương vụ Declan Rice. Thế nhưng, quỷ đạo yêu cầu Kanté sẽ phải giảm thu nhập của mình trong trường hợp anh cập bến Old Trafford thành công. Đã thỏa thuận với Alex Telles, MU vẫn cẩn thận chuẩn bị phương án B. Quỷ đỏ thành Manchester quyết tâm đưa về Old Trafford một hậu vệ trái chất lượng. Đoàn quân của Minnesota đang có khởi đầu vô cùng chật vật tại Premier League mùa này. Họ vừa có 3 điểm trước Brighton, tuy nhiên phải nhờ đến sự trợ giúp của VAR ở phút bù giờ cuối cùng. Cùng với cú đá phạt đền quyết đoán của Bruno Fernandes, MU mới may mắn hạ gục đối thủ với tỷ số 3-2. Sâu xa muốn nâng cấp hàng lăng cánh trái khi mà Luxor chưa đáp ứng được sự kỳ vọng vì đóng góp hạn chế ở mặt trận tấn công. Bryan Williams dù tiến bộ vượt bật nhưng cần thêm thời gian để tích lũy thêm kinh nghiệm. Mục tiêu mà United muốn chiêu mộ chính là Alex Telles của Porto. Telles là mẫu hậu vệ cánh hiện đại, rất tích cực hỗ trợ tấn công. Mùa trước anh đóng góp 13 bàn và 12 kiến tạo trên một đấu trường, thống kê vô cùng ấn tượng. Theo kênh viết uy tín Fabrizio Romano, Alex Telles và United đã thống nhất thỏa thuận về các điều khoản cá nhân cũng như chi phí hoa hồng cho người đại diện. Công đoạn cuối cùng, quỷ đỏ sẽ đàm phán với Porto về mức giá chuyển nhượng. Romano cũng cho biết, để đề phòng thương vụ đổ bể, MU cũng đã có phương án B cho họ. Trong khi đó, thương vụ Jadon Sancho vẫn chưa có nhiều tiến triển. Dortmund chưa nhận được lời đề nghị mới nào từ nửa đỏ thành Manchester, đồng thời giữ nguyên mức giá 120 triệu euro. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn ở phần comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để nhấn chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất nhé. Và giờ, xin chào và hẹn gặp lại!